giới thiệu đến các bạn một vị khách đặc biệt của Peros Grooming ở tận Hà Nam, nhưng mà vẫn phải lên đến đây. Đến đúng Peros Grooming thì mới tìm được những sản phẩm ưng ý. Sáng nay thì vị khách này có ý muốn nhuộm tóc. Và thế là tất cả thành viên của Peros Grooming phải đi tìm thuốc nhuộm mang về nhuộm ngay cho khách tại Peros Grooming. Ok, đây là cái thuốc nhuộm Hàn Quốc. Nhuộm Hàn Quốc à? Tôi mò thử tất cả kiểu, không biết nó là đâu. Đi bộ này. Mày mua thuốc để nhuộm cho khách mà chúng mày nhuộm thế này à? Úi giời ơi, quá đỉnh. Sao mày bỏng quá. Lại làm bạn quý sen thôi. Nó mỏng tươi rồi, biến đi. Nhuộm rồi. Nào, đến lượt vị khách chúng ta nhuộm lần hai để lên màu. Sợi, bóng nhảy. Nguy nhà các mình thấy gì nha. Sợi Magic. Có lẽ ngày mai mình sẽ đi nhuộm màu bạch kim. Được không? Nhưng mà tóc tao chưa dần lên là bạch kim. Chắc chắn lên được, đã tẩy và lên, không lên. Hồi trước tẩy 3 lần không lên được, tại vì nó bị kiểu bị tóc dày quá. Bảo với nó mai hỏi xem. Mình giới thiệu với các bạn, đây là cái món đặc sản ở Paradox. Đây gọi là văn hóa. Văn hóa điếu cầy. Văn hóa điếu cầy. Rồi, văn hóa điếu cầy Paradox. Vo tròn nền chặt, đỏ nòng trắng bã. Rồi. Trời ơi. Phê. Nghiền rồi, nghiền rồi. Ồ. Tưởng không phê mà lại phê không tưởng thế này. The next day. Và mình quyết định chọn Pura Vida Hàng Buồm là nơi mình sẽ cắt và nhuộm tóc. Lý do thì đây, cô bé này thật là xinh xắn phải không nào? Anh không ngại đi nhuộm tóc đâu, anh chỉ cần có lý do thôi. Còn đây là Thịnh. Thịnh sẽ là người phụ trách tỉa gọn lại mái tóc của mình trước khi nhuộm. Ở đây thì Thịnh đang tìm cách chia lại cái đường line chuẩn để giúp cho cái khuôn mặt của mình nhìn cân đối hơn. Có lẽ là ở một trong những video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ một số những cái mẹo, những cái kinh nghiệm của mình để giúp các bạn tìm được một cái đường line chuẩn phù hợp với khuôn mặt và mái tóc của mỗi người. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tẩy tóc lần thứ nhất. Và đây là nỗi khổ của những người bị cận. Cái máy quay ở ngay trước mặt mà mình còn không nhìn thấy nữa. Đây là mái tóc của mình sau khi đã tẩy lần 1. Và với những cái mái tóc dày như mình thì muốn lên được cái màu sáng phải tẩy rất rất nhiều lần. Còn bây giờ là chuyên mục văn nghệ trong lúc giải lao. Đỡ nào. Ừ.
Úi trời ơi, lại thêm một cô gái gội đầu xinh xắn nữa. Đây là một trong những lý do mà mình thích Pura Vida. Nếu mình nhớ không nhầm thì đây là mái tóc của mình sau khi đã tẩy ít nhất là 3 đến 4 lần. Sau một hồi lựa chọn thì mình đã quyết định nhuộm màu xám khói. Và đó là toàn bộ quy trình mà mình phải làm để có được cái kiểu tóc mà các bạn đang thấy ngay bây giờ. Thì thường những cái màu tóc nhuộm, đặc biệt là những cái màu tóc mà phải tẩy nhiều lần như mình, thì nó sẽ rất nhanh phai ra cái màu vàng, là cái màu sau khi mà tẩy tóc. Cùng một cái màu tóc nhuộm nhưng có người chỉ chơi được một tuần, nhưng có người lại chơi được cả một tháng hoặc là hơn. Thì đó là nhờ có một số những cái quy tắc, một số những cái mẹo nhỏ mà có lẽ mình sẽ chia sẻ với các bạn ở trong video sau, để giúp các bạn giữ được một cái màu tóc nhuộm lâu nhất có thể. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hy vọng là các bạn thích kiểu tóc mới của mình. Đừng quên ghé thăm Paradox Grooming để được tư vấn và chọn những cái sản phẩm tạo kiểu phù hợp. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo.